Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày 24 tháng 10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp Công an huyện Hóc Môn khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai nhân chứng, người liên quan để làm rõ vụ nghi cướp. Vụ việc xảy ra tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Theo xác minh ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 24 tháng 10, một thanh niên cầm vật giống súng tiến đến chỗ nhân viên bảo vệ chi nhánh Sacombank uy hiếp. Sau đó người này tiếp tục xông đến phía quầy giao dịch hăm dọa. Khoảng 3 phút sau, năm thanh niên rời khỏi phòng giao dịch và có đồng phạm chờ sẵn bên ngoài. Cả hai phóng ra đường và lưu thông về hướng đường Phan Văn Hớn, huyện Hóc Môn. Một nhân chứng nói, trước đó có tiếng nổ giống bắn súng. Ngay sau sự việc, nhân viên ngân hàng và các bảo vệ đóng cửa cuốn phòng giao dịch rào phía trước. Các khách hàng chứng kiến vụ việc được mời ở lại để hợp tác với cơ quan điều tra. Phía Sacombank cho biết đang kiểm kê thiệt hại tài sản, các thông tin liên quan sẽ công bố sau. Ngay sau sự việc, đến 13 giờ ngày 24 tháng 10, chi nhánh ngân hàng này tạm ngưng hoạt động và rất đông lực lượng chức năng công an có mặt bên trong ngân hàng để làm việc. Cửa cuốn của chi nhánh ngân hàng được kéo xuống chỉ để khoảng hở nhỏ phía dưới. Khi có người ra vào, cửa cuốn ngân hàng mới nâng lên và đều được kéo xuống lại sau đó. Gần 14 giờ cùng ngày, một số công an tiếp tục có mặt nơi đây và đi vào bên trong ngân hàng. Hiện vụ việc nghi cướp ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn đang được công an điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp Công an huyện Hóc Môn lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.